Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 19 tháng 7, các hình thế gây mưa hoạt động yếu dần nên mưa lớn cũng có xu hướng giảm ở các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan khi mưa đã kéo dài nhiều ngày. Cụ thể ở miền Bắc, mưa chỉ còn diễn ra rải rác tập trung vào thời điểm cuối ngày, còn trưa chiều có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất toàn vùng phổ biến ở mức là từ 30 đến 33 độ. Từ ngày mai 20 tháng 7, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại. Giải hội tụ nhiệt đới gây mưa tiếp tục duy trì hoạt động qua khu vực Trung Bộ, nên dọc 14 tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung có trạng thái là mưa nắng đan xe trong ngày. Cường độ mưa tập trung về chiều tối và đêm nhiều hơn, nên người dân khi lưu thông cần chú ý quan sát đề phòng trơn trượt, giảm tốc độ tại các đoạn đường khuất tầm nhìn. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay ở dưới mức là 35 độ. Còn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng tới trưa, trời nắng gián đoạn với nhiệt độ tăng dần cao nhất và lúc trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên là 26 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 đến 33 độ. Sau đó từ chiều trở đi thì gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, mưa rào và rông sẽ xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, người dân cần chú ý đề phòng. Nhiệt độ theo đó cũng giảm dần, thời tiết sẽ mát mẻ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển, Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên trên khu vực biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông mạnh, khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn rông. Ngoài ra khu vực giữa và Nam biển Đông có gió tây nam hoạt động mạnh với cường độ cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 3 m, biển động, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Đến với thời tiết tại thủ đô Hà Nội, Tại đây nhiều mây có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, tập trung vào sáng nay và từ chiều tối trở đi. Còn trưa chiều thì có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ở mức là 31 đến 33 độ.